14 hai nhà không dùng nước thì thôi bỏ qua, dẫn đến nhà anh thì anh để anh làm đường nước. Đấy, cái nhà nước đấy, gọi Hương nào nhỉ? Trộn bao giờ nguội xong lại cho nước vào hay lại cấp tiếp? Vâng. Chờ Luyến nó lấy sữa vào đã anh. Có sữa trên xe thế này. Thế là cho bé uống không để uống thuốc. Nó bị sốt, đang bị sốt mà. Thuốc em cầm nước trong rồi do ấy thấy anh ạ, do cái bồn bẩn. Nguội thôi chị. Cho nước vào em trộn cho. Chị lấy nước em trộn cho. Không đẩy vung à em? Đó, sợ không sợ mùi khói à? Thế tí nữa nó kết bánh vào hay mình phải làm bánh? Ừ. Khi nào ăn là mình cứ nhúm nhúm vào phải không ạ? Xong là nhúm nhúm mình ăn luôn ạ. Còn mà rất dân tộc khác thì cũng chưa biết. Bạn này đang bị ốm phải không? Đang bị ốm này. Bốn anh em chung nhau ngồi vào một cái ghế. Bạn này đang bị ốm mặt buồn thiu. Đây mà. Đây con phát cho các bạn đi lần lượt nhá. Nào, nhiều thế nhở? Ai này? Nào. Nào xin nào. Xin chưa? Ăn rồi nè. Xin mà, đây xin là mình qua. Xin mà. Đấy con phát cho các bạn, con phát kẹo mút cho các bạn chơi đi. Đây rồi, cháu nào ngoan cũng có quà phải không? Đây là cháu ngoan, 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 chú đến đây phải không? Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đến đây, đây. Cháu chú ơi. Đây. Cháu chưa có chú ạ. Cháu chưa có. 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 Đến phát cho các bạn này. Có phát cho các bạn này. Đấy, con phát cho các bạn đi. Nào, đi xin này, sữa này, con sữa vào đây. Con rất nhiều bánh. Sữa đến đây. Đây. Bánh đây. Đây đây đây, kiểu này, đây con phát này, đúng không? Chị các bạn nhé. Chưa. Chưa. Ôi rồi, sao không đeo dép vào? Dép tí nữa con. Cho mỗi đứa một cái nọ ấy kia chứ. Để con nó cục ra đủ hết, hết. Ai ông đang cho anh thử hút thuốc lào. Phê quá. Phê không anh? Quả điếu ông làm hơi được. Thuốc điếu này. Làm hơi được anh. Được cô được. Phê đấy. Rồi. Làm hơi được không anh? Để em thử. Nhưng mà trước khi em thử anh phải để ý em nhé. Xong rồi để ý. Thuốc lào hả? Ờ, có bạn này đang tò mò cái máy quay ấy, cứ ngó ngó nghịch nghịch. Nếu mà không gọi là cho thoát cái này nhá.
Chuẩn bị không hơi á? Chuẩn bị có quả ngã ngửa. Còn này đỡ xong anh. Đỡ sau đây. Dít sâu vào, dít sâu vào. Anh ơi. Chưa nhỉ, chưa đâu, chưa đâu. Bây giờ mới. Đúng không? Dít trên nhiệt đấy. Được chứ? Hơn. Ông là thường ấy gì? Chứ sao bình thường. Cái này tức là ông thử nữa là ông này. Nằm cơm không? Ăn đi anh. Ờ để tôi ăn cho thấy. Hả? Anh chờ gì vậy? Mệt. Kiểu đang ốm ốm vừa chạy ấy. Cái này làm bánh. Nhìn cái này được đấy. Nặn phải nén mà. Bóp. Ở chung đến 50 cây, 40 cây. Đồ chả đói đâu. Thôi bây giờ ăn cơm nhá. Làm bát đi anh. Đúng ăn muộn. Làm bát thử bát nữa. Vâng. Cái bà kia váy mông là của bạn của mình chứ. Chẳng như không có cái áo nào của mình à. Còn nó mang cái chậu vào đấy, về đây. Nó lên bên trong nhưng mà như chúng nó mà nó lên nó Trang ơi, Trang mở cái xôi này ra. Em đi ăn đi. Dạ vâng ạ. Không, anh quay xong rồi đi về em ạ. Ăn uống làm gì chán. Đúng rồi. Cái biển thật đơn giản.